Lãnh đạo Liên minh quân sự NATO hôm 11 tháng 10 xác nhận, khối này đang xúc tiến kế hoạch diễn tập hạt nhân hàng năm của mình, ngay cả khi xung đột Nga-Ukraine leo thang, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Moscow và khối quân sự phương Tây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, đây là cuộc huấn luyện thường xuyên được tổ chức hàng năm, nhằm đảm bảo chiến lược răn đe của chúng tôi an toàn, bảo mật và hiệu quả. Cuộc tập trận Steadfast Noon sẽ được tổ chức vào tuần tới. Sự kiện này thường tập hợp hàng chục máy bay từ các quốc gia thành viên để huấn luyện triển khai nhiệm vụ tấn công hạt nhân. Máy bay tham gia thường không mang đầu đạn thật. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cảnh báo rằng Nga và phương Tây đang đối mặt với mối đe dọa ngày tận thế hạt nhân hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 40 năm trước. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng tất cả phương tiện sẵn có để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình. Một tuyên bố mà Washington và đồng minh NATO coi là răn đe hạt nhân. Khi được hỏi liệu 30 thành viên NATO đã thảo luận về khả năng cuộc tập trận Steadfast Noon có thể gây ra một tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga hay không, ông Stoltenberg đã bác bỏ lo ngại đó. Ông nói, đây là thời điểm thích hợp để thể hiện quyết tâm và khẳng định rằng NATO vẫn ở đây để bảo vệ tất cả các đồng minh. Và đây là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, thực sự đã được lên kế hoạch trước cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Stoltenberg, nếu vì xung đột ở Ukraine mà NATO phải hủy tập trận, thì điều đó còn gửi đi tín hiệu sai. Ông cho rằng cách tốt nhất để ngăn chặn leo thang là củng cố sức mạnh quân sự. Nhà lãnh đạo khối liên minh quân sự cũng tuyên bố phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đảm bảo Ukraine giành chiến thắng chiến trường trong cuộc chiến chống lại Nga. Về quan ngại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể làm giảm năng lượng quốc phòng của các thành viên NATO, ông Stoltenberg nói, xung đột ở Ukraine liên quan đến sự sinh tồn của liên minh. Ông nói, nếu Tổng thống Putin thắng, không chỉ người Ukraine bị đánh bại, mà nó sẽ là sự thảm bại nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, dù cung cấp hỗ trợ chưa từng có tiền lệ cho Kiev, ông Stoltenberg khẳng định NATO không tham gia xung đột. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,